Tối ngày 4 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Phan Công Sáng, 43 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Đặng Quang Nam, 33 tuổi, trú tại thôn Quang Chim, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Đặng Thế Khánh, 24 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan công an, từ năm 2006, Sáng kết thân với các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian ngắn, Sáng nổi lên là đối tượng có năng lực kinh tế, có tiếng nói với dân xã hội tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ. Năm 2016, Sáng cùng một số đối tượng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư và thương mại dịch vụ Núi Hồng. Núp bóng doanh nghiệp, Sáng đã tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính cầm đồ tại thị xã Hồng Lĩnh và chi nhánh tại thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc. Đàn em của Sáng đa số là các đối tượng có tiền án tiền sự. Đến cuối năm 2018, khi lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều cơ sở cầm đồ hoạt động cho vai nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh, thì Sáng cho giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại dịch vụ Núi Hồng và bí mật tổ chức hoạt động cho vay sáng thuê người đứng tên đăng ký dịch vụ kinh doanh có điều kiện, mở tiệm cầm đồ uy tín tại thị xã Hồng Lĩnh. Sáng cung cấp vốn cho Đặng Quang Nam đứng ra điều hành cửa hàng quản lý sổ sách và cho vay lãi nặng với lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Sử dụng tài khoản trên ứng dụng Micas để quản lý hoạt động cho vay. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại dịch vụ núi Hồng giải thể, một số đàn em của Sáng gây ra rất nhiều vụ việc. Từ năm 2017 đến năm 2019, nhiều bị can liên quan đến các vụ mâu thuẫn, hỗn chiến tranh chấp trong quá trình hoạt động tín dụng đen, cho vai nặng lãi ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị khởi tố. Ngày 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên, đồng loạt tấn công bắt khám xét khẩn cấp ba đối tượng Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh, thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2018, Ba đối tượng trên đã mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang website micas.vn, nay đổi tên miền sang một cas.info, thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc. Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà. Đến nay, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng.